Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay bây giờ đây, mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn các nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, mới đây chính quyền Trung Quốc đã dùng thuốc nổ phá hủy các tòa nhà cao tới 117m trong tích tắc tại các khu vực gần sông và sông Dương Tử vừa qua, nhằm ngăn chặn nước lũ tấn công. Cụ thể là vào chiều qua, quân đội Trung Quốc đã cho nổ tung các tòa nhà cao tầng đang ngăn cản các dòng chảy của dòng lũ sau đợt bão số 3 đổ bộ trong bối cảnh mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra trong mấy ngày vừa qua. Chính ông Tập Cận Bình đã đưa ra chính sách dành cho các quan chức và quân đội của Trung Quốc nổ tung các tòa nhà cao tầng đang ngăn cản dòng chảy của lũ ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, sau khi 1.300 người thiệt mạng sau vụ vỡ đập Yihetan ở Hà Nam, hiện con số tử vong đang tăng cao. Tập Cận Bình cho nổ hàng loạt các tòa nhà, các con đập và kè đê xả nước là phương án cuối cùng được Trung Quốc sử dụng để kiểm soát dòng nước lũ, bao gồm việc đổi hướng dòng nước và giảm tải sức ép cho hồ chứa. Theo tờ báo Hoàn Cầu, chiến khu Trung ương đã phụ trách địa bàn tỉnh Hà Nam của Trung Quốc đã huy động binh sĩ đến tham gia ứng phó lũ lụt và xử lý vấn đề liên quan đến con đập và có thể vỡ bất cứ lúc nào. Vào tối qua, một con đập thành phố Lạc Dương cũng đã xuất hiện vết nứt dài 20m ở thân đập. Một lữ đoàn công binh chuyên tham gia kiểm soát lũ lụt và ứng phó khẩn cấp cũng được huy động đem thuốc nổ để cho nổ tung con đập và đổi hướng dòng nước. Trung Quốc đã điều hơn 2.000 binh sĩ thuộc lực lượng tên lửa Trung Quốc đem theo thiết bị thuyền cano cũng đã được huy động để giải cứu những người bị mắc kẹt trong trận mưa như trút nước tại nhiều khu vực của tỉnh Hà Nam. Theo South China Morning Post, tính đến ngày hôm nay, số người tử vong trong trận mưa lũ ở Hà Nam đã tăng lên ít nhất 5.000 người và 2 triệu người đã phải đi sơ tán. Trước tình hình Trung Quốc cho nổ tung hàng loạt các tòa nhà chọc trời, các phương tiện truyền thông địa phương của Trung Quốc đã mô tả đây là trận mưa lũ ngàn năm có một. Số liệu thống kê chính thức cho thấy đây là trận mưa lũ lịch sử lớn nhất trong 62 năm qua ở Hà Nam, khiến cho Tập Cận Bình phải đưa ra chính sách quá khắc nghiệt mà không hề thông báo cho người dân. Và hôm nay, Trung tâm Kiểm soát lũ lụt cảnh báo người dân về tình trạng mất an toàn nghiêm trọng mới nhất tại hồ chứa Xiao Long Bao, yêu cầu sơ tán ngay lập tức. Vài giờ sau, Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc thông báo đã sơ tán nhân viên khỏi các con đập ở khu vực hồ chứa do nước dâng cao quá nguy hiểm. Hoạt động thông tin liên lạc của hồ chứa Yihetan đã bị gián đoạn do sóng yếu và không có điện. Khoảng 3.000 người cũng đã bị thiệt hại do chính sách cho nổ tung các tòa nhà của Trung Quốc trước mùa lũ kinh hoàng. Theo giới chức trách, Trung Quốc đã dùng 950kg thuốc nổ để đánh sập tòa nhà 41 năm tuổi ở một khu vực có bán kính 250m, cũng đã được phong tỏa quanh các tòa nhà trước vụ nổ. Hiện nay, mọi người đã bị cấm vào các khu phố xung quanh vào ban đêm. Theo giới chức trách, mới đầu dự định dần phá hủy các tòa nhà, nhưng sau đó họ đã thay đổi quy định khi người dân phải đuổi việc phá hủy ầm ầm kéo dài. Và sau khi tòa tháp cũ đã bị phá hủy, hai tòa tháp văn phòng mới sẽ được xây dựng lên cùng ở vị trí. Trong thời gian gần đây, khi con đập Tam Hiệp của Trung Quốc liên tục phải chịu áp lực sau tình trạng mưa lớn vùi dập, gây ra tình trạng lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Trong những tuần qua, Trung Quốc đã chứng kiến những trận mưa lịch sử cùng bão lớn, gây ra tình trạng lũ lụt tồi tệ nhất tại nước này trong nhiều thập kỷ. Cuối tuần trước, đợt lũ thứ hai đã hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử, kèm theo mưa lớn ở hạ lưu do hàng loạt các cơn bão thay nhau đổ bộ Trung Quốc cũng đã gây áp lực đối với con đập Tam Hiệp, khiến công trình thủy điện này phải mở cửa xả lũ vào hôm qua. Trước đó, đơn vị vận hành đập Tam Hiệp cũng thừa nhận một số cấu trúc ngoại vi của công trình thủy điện lớn nhất của Trung Quốc này đã bị cong vênh do áp lực của dòng nước lũ. Cụ thể, tình trạng mà công ty điều hành gọi là biến dạng nhẹ đã xuất hiện từ cuối tuần trước sau khi các đợt lũ từ các tỉnh thành phía Đông Nam và phía Tây Trung Quốc cùng Tứ Xuyên và Trùng Khánh ở vùng thượng lưu sông Dương Tử đã đạt lưu lượng kỷ lục 65.000 mét khối trên giây. Ngoài ra, một số hình ảnh về những lần đập Tam Hiệp xả nước gần đây hay là hình ảnh chụp vệ tinh cho thấy con đập này bị biến dạng, được chia sẻ nhiều trên các trang mạng xã hội đã dấy lên nhiều ý kiến lo ngại về mức độ an toàn của con đập này. Theo thống kê, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc tính đến ngày hôm nay, khoảng 47 triệu người dân ở 20 tỉnh thành cũng đã bị mưa lũ ảnh hưởng, gây ra thiệt hại trực tiếp về nền kinh tế hơn 80 tỷ nhân dân tệ.
khoảng 28.000 ngôi nhà cũng đã bị sập, hàng chục người phải sơ tán, ít nhất 2.400 người đã thiệt mạng và mất tích trong các trận lũ lụt. Tuy nhiên, nếu như con đập Tam Hiệp bị vỡ, con số thiệt hại sẽ còn kinh khủng hơn thế. Được xây dựng từ những năm 1994 đến năm 2006, công trình thủy điện trị giá 31 tỷ đô la và khiến cho 1,4 triệu người phải di dời. Một vấn đề kinh niên mà Trung Quốc phải đối mặt từ thời cổ đại là lũ lụt lưu vực sông Dương Tử đóng góp gần 50% tổng sản lượng nông nghiệp của Trung Quốc, và con sông này cũng trải qua nhiều thành phố, trong đó bao gồm thành phố Vũ Hán với 11 triệu dân sinh sống. Trong trường hợp mưa lớn tiếp diễn và những con đập nhỏ hơn, lâu năm hơn, kém an toàn hơn ở khu vực thượng nguồn sông Dương Tử bị tràn và vỡ, thì áp lực rất lớn sẽ đổ về con đập Tam Hiệp, sẽ là thảm họa đối với Trung Quốc nếu như con đập Tam Hiệp bị vỡ. Đó sẽ là khoảnh khắc của Trung Quốc khi trận sóng thần tức nước vỡ bờ, và nó sẽ quét sạch hàng triệu mẫu đất canh tác mùa vụ và hàng chục, hàng trăm triệu người sẽ bị cuốn đi. Cùng với đó là nguy cơ xảy ra nạn đói. Đập Tam Hiệp là nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới, do đó việc con đập này bị vỡ có thể xảy ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Những thành phố có hàng triệu người dân sinh sống ở khu vực hạ nguồn sông Dương Tử có thể trở thành những vùng đất mà con người không còn có thể sinh sống, và con số thương vong sẽ gây choáng váng. Trung tâm sản xuất của Trung Quốc và tuyến đường vận chuyển hàng hóa dọc sông Dương Tử, con sông chảy ra biển Hoa Đông cũng sẽ bị lũ lụt ở hạ nguồn, ảnh hưởng nghiêm trọng có thể dẫn đến tình trạng gián đoạn kinh tế trầm trọng trong nội địa Trung Quốc và cả nước ngoài. Đến nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn chưa đích thân đến thị sát đập Tam Hiệp, có thể là bởi ông ta vẫn tin tưởng vào các kỹ sư, chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc, tin rằng công trình thủy điện này có thể chống chọi được với hiện tại. Nhưng rõ ràng chẳng ai muốn đập Tam Hiệp gặp sự cố, bởi thời gian vừa qua đã có rất nhiều điều kinh khủng diễn ra với nhân loại. Thưa quý vị, trong một sự việc có liên quan, kênh truyền thông Trung Quốc trong một bản tin thời tiết đã phát đi những đoạn video, hình ảnh cho thấy rằng Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Quảng Tây vẫn ngập chìm trong biển nước lũ, người dân vẫn bị cô lập. Ước tính hôm qua đã có khoảng 49,5 nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm, 171.000 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, 64 triệu người dân bị cô lập. Trong đó có một số người dân tại vùng biên giới giáp danh với cả Việt Nam có ý định tràn sang đất nước của Việt Nam để tránh trú. Phóng viên đài Epoch Times đã có một cuộc phỏng vấn ngắn với anh Quang, 34 tuổi. Anh cho biết, đoàn của chúng tôi xuất phát từ Hà Nam. Chúng tôi đã đi được 2 ngày đường. Vào thời điểm này, chúng tôi chẳng mong gì hơn, chỉ mong cuộc sống được yên ổn. Quê hương của chúng tôi năm nào cũng ngập lụt, năm nào cũng vỡ đê. Chính quyền chẳng lo lót được gì cho người dân tử tế, thậm chí họ còn phải hy sinh những vùng nông thôn như chúng tôi để cứu các thành phố lớn. Thật tình, chẳng ai muốn rời bỏ quê hương của mình để đến một nơi xa lạ cả. Nhưng cũng vì cuộc sống chúng tôi phải chấp nhận, hiện tại chỉ có Việt Nam và Đài Loan là hai nơi chúng tôi có thể tới. Tôi có một người anh em họ hàng làm kỹ sư tại nhà máy sản xuất linh kiện ở Việt Nam, cũng khá gần biên giới. Tôi đã liên lạc được với cậu ấy sau khi tôi vượt biên sang Việt Nam, và cậu ấy sẽ đón lo chỗ ở cho tôi. Thưa quý vị, đây là trường hợp nhỏ trong hàng trăm, thậm chí hàng triệu người Trung Quốc phải bỏ quê hương để tìm mảnh đất mới tránh xa vùng lũ. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 vẫn đang bùng phát mạnh, chính vì vậy mà biên giới Việt Nam vẫn cửa đóng then cài, các lực lượng chấp pháp, lực lượng bộ đội biên phòng vẫn đang túc trực biên giới ngày đêm 24/24 giờ. Và nếu như phát hiện ra những nhóm người Trung Quốc có biểu hiện vượt biên trái phép sang đất của Việt Nam, thì ngay lập tức sẽ bị bắt giữ, trục xuất trả về phía Trung Quốc. Đại tướng Phan Văn Giang đã ban bố lệnh hỏa tốc đến các lực lượng biên phòng, các quân khu, binh chủng tại biên giới, cảnh giác với nhóm người hung hãn vượt biên của phía Trung Quốc. Vì trong thời điểm hiện tại, dịch bệnh vẫn đang bùng phát mạnh ở khắp mọi nơi, chúng ta không thể tin tưởng Trung Quốc, nhất là trong thời điểm này lại càng không. Trung Quốc là nước nham hiểm và xảo trá, có thể lợi dụng tình hình này để đánh phá nước ta nhằm mục đích đen tối. Giúp đỡ Trung Quốc đồng nghĩa với việc tự hại mình, hại đồng bào của chúng ta. Ngoài những thông tin trên thì hôm nay tờ báo Bắc Kinh cho hay chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn đem tàu chiến ra ngoài Biển Đông để dương oai, thách thức các nước trên thế giới, mặc cho dân đang rơi vào một tình cảnh lầm than. Mưa chồng mưa, bão chồng bão, lũ chồng lũ vẫn tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở tỉnh Quý Châu. Tối ngày hôm qua vào lúc 21 giờ đêm tại tỉnh Quý Châu đã có gió giật cấp 15, làm cho điện, đường, trường, trạm bị phong tỏa. Đường thì biến thành sông, sông thì biến thành biển. Đồ điện gia dụng, các thiết bị như bảng hiệu quảng cáo, thậm chí nhà ở di động cũng bị lũ cuốn trôi.
ô tô, tủ lạnh trôi lênh láng, người dân không biết phải làm sao, đi không được, ở cũng không xong. Vậy mà chính quyền Bắc Kinh không quan tâm đến mạng sống của người dân. Họ vẫn đang tập trận bắn đạn thật ở ngoài Biển Đông để thách thức các nước trên thế giới. Nhiều tin đồn rằng sẽ có những trận mưa to gió lớn trong một vài ngày tới ảnh hưởng trực tiếp đến siêu đập Tam Hiệp và nó sẽ bị vỡ. Nếu như siêu đập Tam Hiệp của Trung Quốc bị vỡ, nó sẽ nhấn chìm 2/3 diện tích của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Bản đồ trên thế giới chắc chắn sẽ không còn xuất hiện tên Trung Quốc nữa. Đến lúc đó, thế giới tự khắc sẽ được yên bình. Thưa quý vị, cũng theo một nguồn tin có liên quan, truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin, cơn lũ mới đây đã gây ra sạt lở ở thượng nguồn sông Dương Tử bị ảnh hưởng bởi mưa lớn trong những ngày vừa qua. Những khu vực thuộc thượng nguồn sông Dương Tử như sông Băng Giang, sông Gia Lăng, đập Hương Gia Bá, đập Thống Thang và thậm chí cả khu vực đập Tam Hiệp đều có lượng nước tăng mạnh. Cục Thủy văn thuộc Ủy ban Thủy lợi Sông Dương Tử của Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã chính thức tuyên bố trên thượng nguồn sông Dương Tử đã hình thành cơn lũ số 3 năm 2022. Dự kiến lưu lượng dòng chảy đập Tam Hiệp trên 65.000 mét khối trên giây, một con số kinh hoàng. Cục Thủy văn Ủy ban Sông Dương Tử đã đưa ra cảnh báo mức độ cao nhất của lũ lụt tại hồ chứa Tam Hiệp ra khu vực Thống Thang thuộc thượng nguồn sông Dương Tử, cảnh báo màu cam về lũ lụt tại các đoạn bên dưới hồ Động Đình, hồ Bà Dương, Thúy Dương và cảnh báo lũ lụt tại kênh Giang. Ngoài ra, hãng thông tấn của Đài Bắc Đài Loan cho hay, do ảnh hưởng của mưa bão lớn liên tục tại khu vực sông Dương Tử, tòa nhà của nhà máy sửa chữa đường đại ở Tân Bình, thôn Bắc Giang, thị trấn Huyết Khê, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên đã bị ảnh hưởng bởi lở đất và lũ quét. Vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng qua, một lượng lớn đất đá đã cuốn trôi nhà máy và ít nhất 200 người đã thiệt mạng. Một vụ lở núi cũng đã được ghi nhận tại xã Thổ Địa, quận Cửu Long, thành phố Trùng Khánh. Đây là một trong những khu vực nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử. Theo báo cáo, vụ lở núi đã chặn ngang lòng sông Thiên Hạ ở địa phương, tạo thành một hồ nước tạm thời với khối lượng nước là 420.000 mét khối trên giây và đang có hiện tượng rò rỉ nước gây nguy cơ vỡ bờ hồ bất cứ lúc nào. Tại Kiến Thụy, tỉnh Hồ Bắc, thuộc khu vực hồ chứa Tam Hiệp, vào sáng ngày hôm qua, mưa như chút nước đã khiến cho khu vực nội thành bị ngập lụt. Chính quyền huyện đã tiến hành công tác ứng phó khẩn cấp, kiểm soát lũ lụt cấp 1. Đập Tam Hiệp có thể tồn tại trong bao lâu nữa? Trên thực tế, cho tới nay, mức độ an toàn của đập vẫn đang là vấn đề gây tranh cãi trong một thời gian dài. Các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã thừa nhận rằng đập Tam Hiệp đang có hiện tượng dịch chuyển do gì, biến dạng nhưng không tiết lộ dữ liệu chi tiết. Sau đó, một đoạn video mô phỏng vỡ đập Tam Hiệp được đăng tải lên mạng xã hội. Theo như giới thiệu của video, nếu đập Tam Hiệp vỡ, lũ lụt cao gần 100m sẽ được giải phóng với tốc độ hơn 100 km/h. Trong vòng 30 phút sau khi vỡ đập, trận lũ sẽ phá hủy đập Cát Châu đến thành phố Nghi Sương với tốc độ 70 km/h. Trận lũ sẽ phá hủy cả Nghi Sơn và trong vòng 5 giờ, mực nước ở Nghi Sơn sẽ cao tới 10m. Video này đã gây xôn xao trên mạng xã hội, thế nhưng phía chính quyền Trung Quốc lại không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Một nhân viên kiểm soát lũ tuyến đầu của tỉnh An Huy sau khi xem video, ông cho rằng video này rất có thể là do một bộ phận giới chức chính phủ của Trung Quốc làm ra, bởi vì những người bình thường không thể đưa ra những suy đoán chuyên nghiệp như thế. Nhưng tại sao quan chức chính phủ lại phát hành video này và đưa nó lên Internet để lưu hành? Ông nói rằng ông không rõ nguyên nhân. Do đó, tình hình kiểm soát lũ ở Trung Quốc đang vô cùng nghiêm trọng. Điều gì sẽ xảy ra nếu một siêu lũ khác ở thượng nguồn đập Tam Hiệp bùng phát? Điều này quả thật khiến cho ngoại giới lo lắng. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất đến từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!